Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, khối không khí lạnh ở khu vực Trung Quốc đã tiến sát tới biên giới phía Bắc nước ta. Lúc này do chưa chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên tại miền Bắc trời vẫn còn nắng. Đến khoảng 13 giờ chiều nay, vùng mây của khối không khí lạnh chớm tác động và gây mưa rông ở Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn. Nhiều khả năng ngay chiều tối và đêm nay, nó sẽ gây mưa rào và rông ở hầu khắp các tỉnh thành phía Đông và lan sang cả khu vực phía Tây. Mưa rông xuất hiện sau một thời gian nắng mạnh rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Trung Du và vùng núi của Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và có mưa sớm, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Dù vùng thấp nóng có yếu đi, nhưng trong ngày hôm nay, ở các tỉnh miền Trung trời vẫn còn nắng mạnh. Vì thế nóng tiếp tục duy trì ở khu vực vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt ngày từ 35 đến 36 độ. Ngay như khu vực ven biển và các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt trong ngày cũng sẽ duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên từ chiều tối nay trở đi, ở khu vực Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông. Đến tối và đêm nay, mưa dông sẽ lan xuống Nghệ An và phần phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh. Người dân cũng cần phải đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam tạm giảm đi về cường độ. Lúc này, Nam Bộ và Tây Nguyên, trời cũng có nắng nhẹ. Theo thời gian, cường độ nắng sẽ gia tăng và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên mức từ 31 đến 33 độ. Còn tại các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Đến khoảng 15 giờ chiều nay, mây đối lưu sẽ phát triển trở lại. Trước tiên ở các tỉnh miền Tây, sau sẽ lan dần ra khu vực miền Đông và phần phía Nam của Tây Nguyên và gây mưa dông với lượng dưới 10mm. Tuy nhiên, người dân Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên vẫn cần phải đề phòng tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên biển, ở khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cho đến Kiên Giang tiếp tục có mưa rào và dông ở mức rải rác về chiều và tối. Tầm nhìn xa bị giảm thấp, chỉ còn từ 4 đến 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.